mọi người. À, nhồi bột vô trong cái chảo quánh không dầu này mọi người là dễ nắng lắm, không nó không có bị mệt người. Mình có cái một tay là mình cầm cái quánh và một tay là mình nhồi bột á. Nó dễ mà nó khỏe lắm. Mà nó không có mất công phải xài đủ thứ dụng cụ, là cái nồi mà cái chảo không dầu này nè. Nó không có dính dữ lắm. Mình biết cách làm là nó không có dính. Này là chiến thứ hai nè mọi người, mới cái chiến thứ hai mà biết cách làm rồi đó mọi người.